trận đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc hết sạch, Son Heung-min háo hức được đối đầu. Không chỉ khán giả Việt Nam, trận đấu giữa đội bóng do huấn luyện viên Chu Si dẫn dắt và đội tuyển Hàn Quốc cũng thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ xứ sở Kim Chi. Màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và đội Hàn Quốc nhận được sự quan tâm lớn từ giới hâm mộ túc cầu ở xứ sở Kim Chi. Được biết, cho đến lúc này, lượng vé phát hành cho khán giả xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc vào lúc 18 giờ, giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 10 đã được bán hết sạch. Đáng chú ý, sân Suwon World Cup được đưa vào sử dụng từ năm 2001, từng là nơi diễn ra các trận đấu của World Cup 2002 có sức chứa lên đến 44.000 chỗ ngồi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp của đội tuyển Hàn Quốc trên một sân đấu hứa hẹn được lấp đầy, với hàng chục ngàn khán giả mang đến bầu không khí cuồng nhiệt. Ở trận này, chân sút Son Heung-min có khả năng sẽ ra sân khi anh đã nghỉ ngơi hoàn toàn ở màn chạm trán giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội Tunisia ngày 13 tháng 10. Anh chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc trước trận gặp Việt Nam, "Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác. Nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi được đá trên sân nhà." Chiều nay ngày 15 tháng 10, đội tuyển Việt Nam cũng đã có mặt ở Suwon, Hàn Quốc. Mặc dù khoảng cách từ Đại Liên, Trung Quốc tới Hàn Quốc rất gần, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã phải mất hơn 10 tiếng mới có thể đặt chân tới Suwon. Cụ thể, toàn đội rời khách sạn ra sân bay Đại Liên từ 7 giờ sáng để làm thủ tục cho chuyến bay đến Incheon, cất cánh lúc 11 giờ 50. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chu Si có mặt tại sân bay quốc tế Incheon sau hơn 1 giờ bay và mất thêm gần 2 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh cũng như thu thập hành lý. Sở dĩ đội tuyển mất nhiều thời gian tại sân bay Incheon do lượng khách nhập cảnh rất đông và đội tuyển buộc phải xếp hàng chờ tới lượt. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, đội lên xe bus do ban tổ chức chủ nhà bố trí để di chuyển tới Suwon và mất thêm hơn 1 tiếng di chuyển nữa mới có thể đặt chân tới thủ phủ của tỉnh Gyeonggi này. Tại đây, Quế Ngọc Hải và các đồng đội được bố trí lưu trú ở khách sạn Ibis Ambassa, cách sân vận động Suwon World Cup chỉ khoảng 3 km. Huấn luyện viên Chu Si cùng toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc vào lúc 19 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.